Alo, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đi mở khóa 9 cái hồ chứa nước nhé. Và bây giờ bắt đầu nào. Cái điểm đầu tiên là nó nằm ở cái khu vực Thất Thiên Thần Tượng, bên mát sa mạc 3.4. Rồi bây giờ thì mọi người nhảy xuống đây. Trước mặt là các bạn thấy có một cái cơ quan, gọi là cơ quan, một cái hồ chứa nước. Thì bây giờ mình sẽ bắn vào cái điểm trên này. Có thể dùng một nhân vật cung bắn nhé. Để sau khi mà bắn xong thì cái nước nó sẽ chảy xuống. Và nó có một cái vạch vàng, khi mà vạch vàng đầy thì nước nó sẽ đầy. Và như vậy là mình nhận được một cái xương. Rồi xong ở vị trí đầu tiên đó. Tiếp đến là cái vị trí thứ hai, qua đây. Mình sẽ di chuyển qua bên này. Bây giờ chạy thẳng qua bên kia. Đây, các bạn thấy cái vị trí nước nó ở trước mặt này. Bây giờ mình tiếp tục là bắn vào cái điểm trên cùng nhất cho nó xả nước xuống. Rồi nó sẽ đầy ở vị trí kia, nhưng mà bây giờ mình sẽ cần xả nước cho xuống cái bể bên dưới này nhá, và mình sẽ đóng van bên này lại. Cái bán lại. Rồi, các bạn sẽ đóng van bên lại và bắt buộc phải bắn một lần để mở cái van bên kia. Các bạn có thể là hình dung là mình sẽ bắn vào để cho nó xả nước. Và mình thấy cái mà vòi nước này, nếu mà cái nào màu xanh có nghĩa là nó đang mở vòi. Thì chẳng hạn như đấy là bên này xanh thì mình sẽ bắn một cái để đóng, nhưng mà bên này chưa xanh thì mình cần bắn thêm một cái để mở. Thì ok, bây giờ mình nhận được cái dương thứ hai. Và bây giờ mình đã sẽ đến cái vị trí thứ ba nhé, nó nằm ở bên này, dịch chuyển qua đây. Rồi qua bên này thì bây giờ nhảy xuống đây. Đây, vòi nước nó nằm ở bên này, qua bên này. Cái này là nó cũng có ba, cũng có hai cái bể nước, à ba cái bể nước. Thì bây giờ mình sẽ bắn vào đây, đóng cái này lại và mở khóa bên này. Cái này mình cũng cần mở khóa một cái. Rồi ok, và đóng cái này lại. Bây giờ thì cái bên dưới đầy rồi, mình sẽ đóng cái này lại nhé. Và cái bên thứ hai từ dưới lên đầy là mình sẽ đóng cái này lại. Và bây giờ ba cái đầy. Thì ok, mình nhận được thêm một cái dương. Xong vị trí thứ ba. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này nhé. Qua bên này. Đến cái vị trí thứ tư, nó nằm ở đây.
Rồi, cái vị trí thứ tư nó nằm ngay trên cái điểm tele mình nhảy xuống là mình sẽ nhìn thấy. Và cái điểm này nó sẽ lòng vòng hơn một tí. Giờ mình sẽ đóng cái van này trước nhá. Cái van này nó chảy ra ngoài. Được, đóng lại. Xong rồi mở cái van ở trên. Trèo lên đây. Ở bên này cũng có này. Bên này cũng mở mở nhá. Và đóng cái ở dưới. Rồi, đấy, mình còn chưa mở cái bên này. Ok, mở cái nhá. Đây. Cho nó chảy xuống dưới. Lúc nào bạn thấy cái vạch màu vàng này nó đầy thì ok, không cần. Cái trên nó cũng đầy. Vậy là xong vị trí thứ tư. Mình nhận được thêm một cái dương. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lên 3 điểm ở trên này nhá. 3 chỗ này là 5, 6, 7. Rồi lên trên. Rồi nó nằm ở dưới này. Có 3 dương luôn này. 3 dương này là có 2 dương thường và 1 dương hiếm nhé. Ok, sau khi xuống đây thì mọi người nhìn hai bên sẽ có những bể nước. Đây là một cái, bên này một cái. Nãy mình có xuống và mình chưa hiểu cách giải lắm nên là nãy mình để mấy cái bể này đầy hết và nó không có tác dụng gì cả. Thì các bạn lưu ý là bên này là cũng có một bể nước và bên này cũng có một bể, nhưng mà bể bên này là mình có thể xả nước, còn bên còn lại là mình không thể xả nước. Và bây giờ thì mọi người thấy cái bể bên này là sẽ có cái bể đầy nước là ở dưới phải không? Thì bây giờ mình sẽ để cho cái bể này nó ở dưới nhé. Thì nãy mình có xả lung tung xong rồi đấy hết các bể, bây giờ mình sẽ xả nước ra. Để xả hết 4 bể này ra nhé. Sau khi mà bể nó y hệt như bên này thì nó sẽ xuất hiện cái bọn quái. Rồi, đánh bại xong bọn quái này mình sẽ mở khóa được một cái dương thường. Và bây giờ cái bể nước nó sẽ chuyển thành ra một cái góc. Góc trên ở bên tay trái và góc dưới bên tay phải. Thì bây giờ mình sẽ để cái bể nước ở bên này cũng là góc trên bên tay trái và góc dưới bên tay phải. Vị trí của nó là cái này nó sẽ cao hơn này. Cái bên này cao hơn, cái bên này thấp hơn. Nó phải là cái bên thấp hơn này với cái góc dưới cùng này. Đây đóng cái bên này nhá. Và cái này đóng lại. Rồi và xả.
nó ra thêm hai cái con quái và mình mở khóa thêm được một cái dư thường nhá, được một cái dư thường nữa. Và bây giờ là nó sẽ đầy ba cái bể nước, đó là từ cái cao nhất và một đường chéo sang cái thấp nhất. Đây, ba cái này. Thì cái cao nhất là cái này, mình sẽ chéo xuống bên này. Vậy thì bây giờ mình sẽ mở khóa cái này và cái này xả nước đi. Đây, mở khóa cái này. Ok, như vậy là xong rồi đấy. Nó sẽ ra một con thủ vệ rồng di tích. Hai con rồng di tích. Rồi và như vậy là mình đã mở khóa xong ba dương ở đây. Đây là ba vị trí của ba dương nhé. Rồi và bây giờ mình vào mở dương nào. Có một dương hiếm này. Và thêm hai cái dư thừa. Ok, như vậy là xong ở đây. Mình còn sót một cái. Và bây giờ mình sẽ chạy sang bên này nhé. Rồi, bây giờ chạy sang bên kia nào. Đây có một bể nước ở bên này nhá. Rồi và đây là hai cái bể nước ở đây. Ba cái thì nó sẽ có hai cái vòi xả và bây giờ mình sẽ xả nước. Ê, đóng cái này lại, xả cái này và cái này, đóng cái bên dưới này lại. Ok, vậy là mình cái bên dưới đã đầy rồi, mình đóng hai cái trên này lại. Ok, nhận được một dương rồi nhé. Như vậy là xong vị trí ở đây. Còn lại nốt vị trí cuối cùng nó nằm ở cái chỗ này. Bây giờ qua đây. Nó nằm ở trước mặt này. Ở góc bên này nhé. Và tổng là có 3 bể nước. Thì bây giờ mình sẽ vào xả. Chỗ này hơi khó một tí. Xong hai cái. Chắc là mình sẽ nhảy xuống dưới. Nhảy xuống đây nhé. Khá là cao. Đóng cái ở bên dưới này lại nhé. Rồi, nó hết thời gian mất. Cái bên dưới đây nhá, bây giờ đóng cái ở dưới lại. Cái ở dưới đây thì mình sẽ đóng cái ở trên cùng nhất lại.
Từ vị trí này khá là xa. Ok, bên này là mình mở lỡ mở mất này. Nó hơi xa ấy. Rồi. Như vậy là mình đã đạt được một cái thành tựu. Và đây là cái dương cuối cùng. Bây giờ thì mình sẽ đu dây lên trên qua bên này đến qua bên này nhá. Ở đây có một điểm đu dây này. Có một điểm ngắm cảnh luôn. Lên trên này. Và đây là cái dương thử. Như vậy là mình đã nhặt xong 9 cái dương ở 9 cái địa điểm gọi là cái bể bể chứa nước. Và video của mình đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.